rủ nhau thăm cảnh Kiếm Hồ, thăm cầu Thê Húc, thăm chùa Ngọc Sơn, Đài Nghiên, tháp Bút chưa sờn, vì ai gây dựng nên non nước này. Đó là những câu ca dao từng lay động tâm trí bao thế hệ người Việt Nam. Và quần thể kiến trúc tháp Bút, đền Ngọc Sơn từ lâu đã là hình ảnh thân thuộc của người Hà Nội, của người dân cả nước cũng như nhiều bạn bè quốc tế. Khách hành hương, khách du lịch tứ xứ đến Hà Nội, hầu như ai cũng cố gắng một lần được tới ngưỡng vọng ngọn tháp Bút sừng sững bên Hồ Hoàn Kiếm cùng những biểu tượng kỳ lạ trong quần thể kiến trúc này. Một công trình văn hóa đặc sắc và loại bậc nhất của Thăng Long, Hà Nội ngàn năm tuổi. Một công trình kiến trúc không nguy nga vĩ đại nhưng hài hòa tuyệt diệu với cảnh vật, mang đậm nét văn hiến của một dân tộc yêu hòa bình, trọng nhân nghĩa và trí thức. Nếu Hồ Hoàn Kiếm giống một lãng hoa tuyệt đẹp như một nhà thơ Hy Lạp đã ví von, thì quần thể kiến trúc tháp Bút, đền Ngọc Sơn xứng đáng là bông hoa rực rỡ nhất. Đứng trên bờ hồ từ xa có thể nhìn thấy một hòn đảo mang tên Ngọc Sơn, tức núi Ngọc. Trước kia, đảo này được gọi là đảo Tượng Nhĩ, tức là Tai Voi. Khi vua Lý Thái Tổ rời đô Thăng Long, đặt tên là đảo Ngọc Tượng. Đời Trần được đổi là Ngọc Sơn. Từ đời Lê, trên đảo đã có võ miếu thờ Quan Công. Chúng ta hãy quay về với Hồ Hoàn Kiếm vào đầu những năm 70 của thế kỷ 19, khi thực dân Pháp đã đánh chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đất nước đang trong tình thế nguy cấp, triều chính phong kiến rối ren. Đó cũng là lúc cụ Nguyễn Văn Siêu đã đứng ra vận động cải tác công trình liên hoàn đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, tháp Bút, Đài Nghiên. Như đã nói, vốn ban đầu chỉ là một võ miếu được đổi thành chùa, rồi thành đền nằm gọn trên hòn đảo Ngọc Sơn, để chúng trở thành một biểu tượng văn hóa của kẻ sĩ Bắc Hà. Sau 4 năm dòng cải tác và qua vài lần tu bổ nữa, di tích này đã có được quy mô diện mạo như ngày hôm nay. Qua nội dung các bài văn bia còn trong khu di tích, chúng ta được biết cụ Siêu và quan án sát Hà Nội Đặng Huy Tá đã cho xây lại cây cầu cũ đặt tên là Thê Húc Kiều, xây thêm tháp Bút, Đài Nghiên, lầu Được Trăng, đình Trấn Ba, để chữ soạn bia, và đặc biệt cho đặt thêm hai ban thờ mới, biến đền Ngọc Sơn vốn chỉ thờ các vị thánh Á Đông thành nơi thờ cả các tôn thần sông núi Việt Nam và Đức Thánh Trần. Khi đó, toàn bộ quần thể kiến trúc này đã in đậm dấu ấn dân tộc và có một dáng vẻ khác biệt, chứa đựng một nội dung sâu xa mà ở đó các bộ phận kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, có hồn văn chương hòa quyện với huyền thoại và lịch sử, chứa đựng một kho tàng văn học giàu giá trị triết lý và mỹ cảm. Tác giả của những giá trị tinh thần quý giá góp phần làm rạng rỡ nền văn hiến Việt Nam Thăng Long đó chính là cụ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu, một danh nhân văn hóa thế kỷ 19. Lúc đương thời đã được mệnh danh là Thần Siêu, mà tên tuổi đang hiện diện trên một đường phố trung tâm thủ đô Hà Nội. Nhiều nhà nghiên cứu đã dày công khảo cứu từng câu, từng chữ, từng biểu tượng trong quần thể di tích nhằm làm sáng tỏ những giá trị văn hóa lịch sử do cụ Phương Đình sáng tạo. Công trình từng được người đương thời ca ngợi: Bút Phương Đình một thủa, ngàn năm bên Kiếm Hồ. Nhà bảo tàng học Phạm Đức Huân đã dành nhiều năm tháng để phát hiện ra cấu trúc cuốn sách mở giữa trời, gồm 32 trang sách mở của cụ Siêu với cấu trúc và lối đề chữ theo một thứ tự đặc biệt lý thú, và có ý nhắc nhắn những người đương đảm nhiệm trọng trách công việc vì cố đô Thăng Long, vì đất nước. Chúng ta hãy thử đọc vài trang quan trọng trong cuốn sách mở giữa trời gồm 32 trang đó của cụ Siêu. Bước vào quần thể kiến trúc ở Nghi Môn,
chúng ta được đón chào bởi hai chữ phúc lộc, tương tự như ở các đình chùa. Nhưng ở đây, phúc lộc còn có một ý nghĩa riêng. Những câu đối để hai trụ lớn và hai trụ bên của cổng đền cùng hai dòng đại tự của cụ Siêu có ý nhắn rằng: những ai có tầm nhìn rộng hướng tới đỉnh cao Lâm Thủy Đăng Sơn, những ai biết tìm về cội nguồn học tập người xưa, tầm nguyên phòng cổ, những ai lòng dạ sáng trong như ngọc, ngọc ư tư, những ai biết gây dựng cho đời, lập nhân, những ai cứu đời, độ thế, thì tất nhiên sẽ có phúc lộc. Hai vế đối ở hai mặt trụ quay vào cổng chính giới thiệu những nội dung mới của công trình kiến trúc sau khi cải tác. Rồi chúng ta tới ngay chân tháp bút. Ba chữ Tả Thanh Thiên trên tháp có nhiều ý kiến khác nhau giải thích, tranh luận từ nhiều năm nay, như viết thơ lên trời xanh, viết lên trời xanh, đánh nhà Mãn Thanh, giải bày tấm lòng với trời xanh, đặt câu hỏi với trời xanh, vân vân. Gần đây nhất, ông Phạm Đức Huân giải nghĩa là viết giữa thanh thiên bạch nhật, nói ra sự thật giữa ban ngày, ẩn ý thực của cụ Siêu thế nào, chúng ta còn chờ đợi sự giải mã của nhiều nhà nghiên cứu nữa. Miếu Sơn Thần thờ núi Độc Tôn, biểu trưng cho võ công mà trên đó tháp bút được dựng lên. Bài chí viết trên mặt tháp nêu rõ ý tưởng của những người thiết kế là cần coi trọng cả văn lẫn võ. Núi là biểu tượng của chiến công mà tháp là biểu tượng của văn vật. Hiểu rộng ra có nghĩa là văn hóa của một quốc gia. Mặt trước đài nghiên có vế câu đối quan trọng: kình thiên bút thế thạch phong cao, tức thế bút chống trời cao như ngọn núi đá, tương ứng với tinh thần tháp bút xây phía ngoài. Đó là cái khí phách độc lập, tự chủ của người trí thức Bắc Hà. Nhưng đặc sắc nhất của phần nghiễn đài là ở trên đỉnh đài nghiên. Ở đó có một nghiên đá vốn dùng để pha mực tàu viết chữ Nho. Hình nửa quả đào đặt trên ba con cóc được khắc nguyên tảng, liền khối với bệ gạch. Ba con cóc cùng há miệng như đang cùng kể, cùng nói điều gì hân hoan sau những ngày ngậm miệng. Bài Minh khắc chữ Hán trên mặt nghiên đá cho ta thấy hình ảnh một loại người không góc cạnh, không tròn trịa, không ở cao, cũng không ở thấp. Nhìn đời rộng rãi, hướng tới tầm cao, ứng với bậc bề trên mà nhả lời rành rọt, nhẹ nhàng. Ông Phạm Đức Huân dịch nghĩa theo thể Minh khắc như sau: xưa kia quét đất làm nghiên, chú kinh đạo đức, đéo đá làm nghiên, viết sách Xuân Thu. Hòn đá cái nghiên, không hẳn hình gì, không vuông, không tròn, khéo chứa được việc. Không cao, không dưới, ở vào chính giữa, cúi nhìn hoàn kiếm, ngửa trông ngọn bút, ứng với bậc trên, nhả lời rõ ràng. Ngập nguyên khí cọ với hư không, gã phương đình để bài Minh, thọ tháp viết chữ. Đặt nghiên đá trên đỉnh đài nghiên, cụ Siêu đã dẫn dắt người vãn cảnh rời khỏi mặt đất đi lên. Đứng ở sàn đài thông thoáng mà nói với mọi người rằng phải nể trọng và bảo vệ loại người không vuông không tròn này, để họ làm được nhiều việc có ích cho đất nước. Như vậy, cách đây gần 150 năm, cụ Siêu đã tha thiết kêu gọi cần biết sử dụng trí tuệ tài năng của kẻ sĩ, đứng đầu trong sĩ nông công thương. Song số phận của đài nghiên thực chẳng dễ chịu gì. Bài Minh sau một thời gian hình thành đã bị đục bỏ mấy chữ thượng thai nhi thổ, nghĩa là ứng với bậc bề trên. Những kẻ thóc mách nịnh bợ cho rằng những chữ đó phơi ra giữa trời là sức sược với bề trên, nên tìm cách đục bỏ đi. Điều này càng cho thấy rõ cụ Siêu đã sống qua những ngày cam go, sóng gió trước và sau khi treo ấn Tử Quan ở Huế về quê dạy học.
không thể nói thẳng ý mình, giống như ở rất nhiều chữ trong toàn thể cụm di tích, khiến người ngày nay đang phải suy luận, tranh cãi. Cũng may, bài Minh còn được ghi lại cả trên cuốn thư ở cổng hiến đài, nên nhà nghiên cứu mới biết rõ chữ gì đã bị đục bỏ. Ông Phạm Đức Huân đã chỉ cho chúng tôi mấy chữ bị đục bỏ ở thác bản bài Minh. Có 5 chữ bị đục, tức là ứng thượng thai nhi thổ vân vật. Tại sao ta biết là có chữ ứng thượng thai nhi thổ vân vật này? Là vì bởi nếu bây giờ các anh mà đọc cái bài Minh ở trước đài nghiên, ở trước đài nghiên hiện giờ đấy, thì nó vẫn có chữ ứng thượng thai nhi thổ vân vật. Nhưng mà riêng cái ở cái thành nghiên đá mà ở trên đài nghiên thì 5 chữ đấy bị đục. Ứng thượng thai tức là nhìn vào cái, nhìn vào thượng thai. Thượng thai thì chúng siêu dùng rất là khôn ngoan cho này. Thượng thai là ứng với thượng thai, là ứng với sao thượng thai, cũng là một ý. Ứng thượng thai có nghĩa chứ chính nghĩa của nó là thượng thai là bậc trên. Cái chữ thượng thai ở đây nó siêu dùng rất đắt. Anh có thể hiểu là ứng với bậc trên, và cũng có nghĩa là ứng với những người cấp trên của mình mà nói những lời nhẹ nhàng. Có người kể lại câu chuyện, một viên án sát Hà Nội đã cho đục mấy chữ trên để lấy lòng triều đình trung ương lúc bấy giờ đương ở Huế. Khi biết chuyện đục chữ, những người gia đình viên án sát đã họp lại, phê phán ông ta đã không nối tiếp được gia phong, không tôn trọng văn chữ của một bậc thầy được người đời tôn xưng là thần. Viên án sát nhận lỗi, hối hận. Mấy ngày sau, dân Hà Thành nghe tin viên quan ấy nhảy xuống giếng nhà tự tử vì hổ thẹn. Hai chữ ác thiện nhắc. Cái ác ở ngay trước mặt mọi người, nhưng bên cái ác bao giờ cũng là cái thiện. Cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn, bốn mặt thành cầu đều khắc chữ Thê Húc Kiều, có nghĩa ánh sáng ban mai đậu vào thành cầu. Có người còn giải nghĩa cầu dựa vào ánh sáng ban mai. Ban mai biểu trưng cho sức sống mới. Ba chữ Đắc Nguyệt Lâu, lầu được trăng và các câu đối trước lầu này ca ngợi cảnh đẹp Ngọc Sơn và nhắc rằng gặp khó khăn, nếu biết nhìn xa, biết dựa vào sức trẻ thì mọi khốn khó rồi sẽ thông và có thể làm được những gì mình mong muốn như được trăng vậy, và sẽ đi tới nơi thanh bình. Hai câu đối rung động lòng người ở mặt trước lầu được trăng đã miêu tả cầu Thê Húc. Lối dẫn cầu vồng đậu bờ đảo, bóng lầu ôm trăng giữa hồ sâu. Ánh trăng và ánh nắng ban mai ấy chính là tấm lòng trong sạch cao khiết của cụ Siêu và sĩ phu Bắc Hà trước bao nhiễu nhương biến động của thời cuộc. Đình Chấn Ba được dựng mới trong đền Ngọc Sơn nhắc nhở phải chấn chặn làn sóng văn hóa không lành mạnh tràn vào Thăng Long. Điều này được ghi rõ ở trên bia đặt giữa đình, nay chỉ còn thác bản ở bảo tàng. Văn bia do cụ Phương Đình soạn còn có đoạn gợi ý người vãn cảnh Ngọc Sơn như sau: nhìn ngắm quy mô hình thế tháp bút đài nghiên đình Chấn Ba, xem văn chữ tất nảy sinh ý tưởng, sẽ thấy thật khác những gì người đời đã làm. Mặt sau đình Chấn Ba, hai câu đối có nội dung: đất nước đang có giặc, đền đài sông núi đều nhắc bảo phải đánh giặc giữ nước. Mặt trước đình Chấn Ba cho biết đất nước có truyền thống võ giặc văn vững như núi. Hai vế đối ở hai trụ nhà tiền bài cho ta hay những người hiểu biết đều chủ trương cố đô Thăng Long phải là kinh đô đất nước. Cần nói rõ thêm, lúc cụ Siêu cho cải tác khu đền, kinh đô nước ta đang ở Huế. Trong đền Ngọc Sơn, sau khi vái hai ban thờ tôn thần sông núi và Đức Thánh Trần ở hậu cung, quay ra chúng ta gặp Trung, nghĩa mà với những gì cụ Siêu đã gửi gắm qua bao dòng chữ, hai đại tự Trung nghĩa nơi đây mang một nội dung sâu rộng hơn nhiều so với lý thuyết nho giáo được truyền giảng trong nhiều thế kỷ. Đỉnh kính chữ nhắc Thăng Long là nơi trọng chữ nghĩa. Hai câu đối mặt sau lầu được trăng ca ngợi cảnh trí Ngọc Sơn thanh bình, người lành giữ đều có thể lui tới.
mặt sau đại nghiên là Ngọc Sơn Tử, có nghĩa đền thờ ngọc và núi, đền thờ sự trong sáng và cao đẹp. Các đại tự và câu đối ở đây gửi gắm hình ảnh tháp bút đại nghiên, đỉnh Chấn Ba lay động người xuất chúng, lay động cả người ở ẩn. Bàn việc ở đời nên giữ lòng trung hậu, và viết văn thì đừng nói lời khinh bạc. Là núi phải cao, là nước phải trong. Khi quay trở ra, ta gặp ngay chữ thiện, rồi sau đó là chữ lộc, đều bên tay phải. Một sự bố trí thật khéo léo và tinh tế. Hàng trăm câu chữ trong cụm di tích đã hé mở cho ta thấy tâm tư nguyện vọng của cụ Siêu. Người trí thức chân chính giác ngộ cái sứ mệnh dùng văn hóa và tâm hồn cao khiết của mình để làm trụ cột cho tinh thần dân tộc. Khát vọng và ước nguyện đó thực đáng quý trọng biết bao. Nguyên cớ nào đã thúc đẩy cụ Nguyễn Văn Siêu trùng tu cải tác khu đền Ngọc Sơn? Tìm về làng Lũ, Đại Kim, quận Hoàng Mai, quê hương của thần Siêu, chúng tôi vào thắp hương cho cụ ở từ đường họ Nguyễn, hiện do đạo diễn điện ảnh Tự Huy, cháu bốn đời của cụ cai quản. Được đọc gia phả do chính cụ Siêu viết, và có điều kiện để hiểu thêm, cụ không chỉ là một tài năng văn chương mà vô tử đức phải so sánh. Văn như siêu quát vô tiền hán. Không chỉ là một khí phách nhà nho cao khiết, vốn là đặc thù của phần đông chí sĩ Bắc Hà. Thất vọng với chính sự, buồn phiền bởi nhân tình thế thái và sự suy đồi của đạo lý, sau khi việc dâng biểu xin triều đình hỗ trợ cho dân ven sông Hồng bảo vệ đê lại thành chuyện phạm thượng, cụ Siêu đã tử quan về quê dựng trường dạy học ở phố Nguyễn Siêu bây giờ. Cụ ấp ủ khát vọng đào tạo nên một thế hệ mới, truyền cho họ mơ ước, cái chí hướng mà cụ chưa thực hiện được trong đời. Việc xây tháp bút đại nghiên đỉnh Chấn Ba cũng là để bộc lộ cái chí hướng này. Rồi cái Hồ Hoàn Kiếm ấy thì nó được cả một cái thế hệ, mà cái thế hệ chủ yếu là học trò của cụ Phạm Quý Thích, thầy dạy cụ Nguyễn Văn Siêu, đã biến thành một cái nơi sum họp, một cái sân chơi của cái thời đại các cụ. Thế thì tất cả mọi cái danh sĩ của cái huyện Thọ Xương Hà Nội đều đi đến đấy mà quây quần. Mà bây giờ những cái người mà được nhà nước coi như là danh nhân thì nhiều lắm. Rồi tôi sẽ nói là tại sao lại cái nghiên mực ở trên kia lại có ba con cóc đội lên. Thế và không có ở nước nào trên thế giới lại có những thầy đồ cóc. Đấy, nhờ những thầy đồ mà cái dân mình nó có văn hóa. Cụ chọn cái con đường thoái vi sư và suốt đời thì cầm bút soạn giáo trình, hay làm thơ viết văn cho vua, viết chiếu chỉ cho vua, rồi được vua yêu vua kính trọng. Thực chất ra phẩm chất của cụ Nguyễn Siêu vẫn chỉ lộ ra là một ông thầy dạy học, thầy đồ Việt Nam. Thế nhưng mà học trò của cụ toàn thượng thư, tổng đốc, rồi tướng lĩnh thì cũng bỏ làm một ông thầy thôi. Tuy mình không làm cái việc gì ghê gớm, không tuốt gươm đánh giặc, rồi không làm cái võ công gì ghê gớm, nhưng đào tạo hàng loạt nhân tài. Và nghĩ đến cụ Nguyễn Siêu thì nên nghĩ đến như một tấm gương của một ông thầy. Mà sau Chu Văn An thì cụ Nguyễn Siêu thì thấy núi nó cao, rồi đặt cái ngọn bút cho ngay thẳng. Nhớ cái chữ ngay thẳng. Bút có thể một cái thời đó thì chưa có những cái công trình gì to tát, thì có thể người ta cảm thấy cái ngọn bút cao ngất trời chẳng hạn. Đấy là cảm giác của cái người thụ hưởng. Nhưng suy tôn ngọn bút như thế. Trên võ phải có văn, để cho bầu trời nó phải được trong xanh. Vua Tự Đức thì yêu cụ Nguyễn Siêu lắm. Cả đời vua làm vua 30 mấy năm đấy.
như bây giờ mấy khóa, 8-9 khóa liền. Thế cho đến chết thì vua chả phong thần cho ai cả. Chỉ phong thần cho cái ông thầy đồ Nguyễn Văn Siêu, gọi là thần Siêu. Nhưng mà cái lúc còn trẻ, hăm mấy tuổi thì cụ đã được dân Hà Nội phong thần. Ông Cao Bá Quát được phong thánh quát, được từng người ta khen là thần Siêu thánh quát. Trên tấm bia do tiến sĩ Nguyễn Trọng Hợp, học trò và cháu của cụ soạn, có đoạn viết: đến khi tuổi cao, danh vọng càng dày, tiên sinh dạy lớp hậu học, tuy sắc mặt hiền hậu, lời nói dịu dàng, nhưng người được tiếp vẫn thấy mình như được lên cửa rồng. Học trò của tiên sinh, nhiều người có thành tựu. Ông Tử Huy đọc cho chúng tôi nghe một bài thơ của cụ Siêu, do ông đặt lời từ bản dịch nghĩa chữ Hán. Bài thơ cho thấy cả chiều sâu tâm hồn thăm thẳm của một nhà văn hóa lớn, và thêm thấm thía những tâm sự của cụ gửi gắm ở Tháp Bút, đỉnh Chấn Ba, cầu Thê Húc, lầu Được Trăng, đỉnh Kính Chữ. Việc đời nát ruột bầm gan, chí chưa nỡ bỏ mấy trang sách nhàu. Trời xanh đội đến bạc đầu, tức là cái lý tưởng, những cái gì mình tin yêu đấy vẫn có phải đội đến lúc chết. Chân lùa cát bụi không màu bùn nhớ, gọi quan gọi lão cũng ở. Đường dài còn tấm thân giờ, ta đi hay ta mang ấy. Đấy thì có đơn giản. Thế là đã rõ. Với tâm huyết đau đáu cho vận mệnh Thăng Long, vận mệnh đất nước, trong hoàn cảnh xô bổ rối ren, cụ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu vẫn đứng ra vận động xây dựng, cải tác cụm kiến trúc văn hóa độc đáo và mẫu mực này, nhằm nêu cao truyền thống văn võ, tôn vinh những người có công với đất nước, tôn vinh tầng lớp trí thức có nhân cách cao thượng, cứng cỏi, nhắc nhở mọi người quan tâm đến những vấn đề cấp thiết của cố đô Thăng Long, gánh vác công việc chung vì dân, vì nước. Ngôn từ của cụ Siêu tại khu di tích trang nhã, uẩn súc, thâm thúy, nhưng lại chan chứa hồn thơ. Mặc dù sống trong thời buổi cam go, ngặt nghèo, gặp oan trái, cụ vẫn giữ trọn niềm tin yêu và sự ân cần. Cuốn sách Mở Giữa Trời của cụ ẩn hiện một nỗi đau, hơn thế một lòng tin. Tháp Bút, Đài Nghiên, đỉnh Chấn Ba, ban thờ tôn thần sông núi cùng hàng trăm câu đối, dòng văn đã cho chúng ta những bằng chứng hùng hồn về ngôn ngữ cùng lối ứng xử tinh tế của người Thăng Long, về văn hóa Thăng Long được kết tinh và tỏa sáng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhiều thế hệ khách hành hương đã và sẽ tới quần thể kiến trúc đặc sắc này để có dịp lắng sâu vào trí tuệ, tâm hồn của một nhân cách lớn, nhà văn hóa Nguyễn Văn Siêu, để bồi bổ cho tâm hồn mình từ một mạch nguồn tinh thần cao khiết. Giờ đây, nếu tính tâm, chúng ta hãy đến quần thể kiến trúc này để tiếp tục đọc những trang khác của cuốn sách Mở Giữa Trời.